tan cây đến với dần lá, có phiến đá để rêu xanh. Hàng ngày đón nắng một cách vô tri, bầu trời có mưa cũng chẳng lạnh, vì đó là đá. Đúng là vậy, ngày rơi đến đây đã vẫn có hồn, có cảm giác và có niềm vui, nhưng từ lâu lắm đã bị vùi chôn rồi. Câu chuyện chỉ được bắt đầu một ngày trăng tròn bị mây che khuất, ngày định mệnh của phiến đá thu được cả niềm tin, nhưng vội đến mức có một ai đó đã đem đến đây phiến đá đỏ vì nhuộm màu máu, bị hất hủi bởi cỏ và cây. Chỉ phiến đá thu đưa tay và lâu nhìn vết xứ, nhìn vết bẩn mà do ai đó đã tạo ra. Từ ngày hôm ấy trong mắt đèn đá, viên đá cộc cằn này là tất cả. Ngày qua ngày lại, phiến đá thu xin đang chăm sóc cho viên đá nhỏ, đưa tấm lưng trần đã bị mòn dần cũng do thời tiết khắc nghiệt ban cho. Vào một ngày trời nắng gắt, một người giàu có đến vùng hoang sơ, nhặt phiến đá nhỏ tỏ vẻ thích thú, và rồi cứ thế người vội mang đi. Phiến đá thu này đứng chết lặng, thực sự đã chết từ ngày hôm đó, bởi linh hồn nó vẫn còn trong trụi tìm phiến đá nhỏ dù trời giông gió. Hồn của đá bay qua tán cây, hồn của đá qua từng con hẻm, hồn của đá vẫn đi tìm lại viên đá xinh xắn qua màn đêm đen. Thời gian không đợi, thật sự không đợi phiến đá này. Linh hồn lang thang thể xác một nét, nước mắt của đá cũng rớt thôi. Hồn đá ngu ngốc này như chết lặng, khi tìm thấy em phía sau khung kính, trở thành món hàng được người rao bán. Đá nhỏ không còn là chính mình, em được mài dũa để trở thành vật vô tri làm đẹp cho người ta. Liệu em có còn nhớ viên đá thu hay đưa mắt nhìn anh xa lạ? Thì ra viên đá bên lâu anh nhớ chỉ là vẻ ngoài của em thôi, bản chất bên trong là viên đá quý mà anh không thể nào chạm tới. Hồn đá nghĩ vậy rồi lại cười nhớ những ngày mưa từng bên nhau. Ước gì hồn đá không đi tìm em để biết sự thật lại càng thêm đau, và lại bật khóc, lại chết móc định mà đưa đẩy khiến anh gặp em. Tại sao lại bắt phiến đá có hồn, hay là linh hồn một kẻ thấp kém không thể tạo được những điều kỳ diệu để giữ phiến đá khi bên mình? Hồn đá sẽ chết có phải hay không, chỉ là phía sau ánh bình minh, không còn giọng nói, không tiếng cười, không còn cảm giác sâu thân quen, chỉ còn làn khói nơi mà vắng tiếng người và dòng khái niệm còn đang xen. Dù em là đá hay là người, đôi khi anh phá lên bật cười nỗi đau anh viết trên bậc người. Chắc vì bản tính anh thật lười, anh thật sự lười khi viết về em, nên gửi tâm tư vào hai viên đá. Chỉ có khác biệt là đá có hồn, hồn của em chỉ là chấp vá. Nếu ai không hiểu tại sao tại đá lại có giọng nói và tiếng cười, anh xin nói khẽ vào tai của họ, vì chuyện của đá cũng là chuyện của người. Viết bài ra bên qua tán cây, hồn của đá qua từng con hẻm, hồn của đá vẫn đi tìm lại viên đá xinh xắn qua màn đêm đen. Thời gian không đợi, thật sự không đợi phiến đá này. Linh hồn lang thang thể xác một nét, nước mắt của đá cũng rớt thôi. Hồn đá ngu ngốc này như chết lặng, khi tìm thấy em phía sau khung kính, trở thành món hàng được người rao bán. Đá nhỏ không còn là chính mình, em được mài dũa để trở thành vật vô tri làm đẹp cho người ta. Liệu em có còn nhớ phiến đá thu hay đưa mắt nhìn anh xa lạ? Em cũng là đá và anh cũng là đá, em đến mức linh hồn về những thứ khác, còn anh lại đến mức linh hồn về em. Em là hồng ngọc, anh là đá cội, thì vẫn theo quy luật tự nhiên mãi mãi không thể nào nằm cạnh nhau được. Nhưng anh vẫn đi tìm em.